chương trình hoàn tiền 200k cho đơn từ 1 triệu. Thì hôm nay cùng họ tới Owen để mà sắm thêm cho mình những item thiết yếu cho năm học mới này, và không nên bỏ qua những khuyến mãi ở cuối clip nha. Một set đồ có thể tạo sự cuốn hút khỏe khoắn và đầy năng lượng, phù hợp cho mọi hoàn cảnh như đi làm, đi chơi, dự tiệc, thì chính là áo sơ mi trắng và quần tây. Với mình đánh giá như sản phẩm này tại Owen chắc chắn sẽ đạt điểm 10 trên các tiêu chí như chất liệu mát, không nhăn, thiết kế đa dạng, hiện đại, đường may tinh tế chỉnh chu. Các chi tiết đường may như viền cổ áo, bao tay đều được chăm chút kỳ lưỡng, việc này sẽ giúp cho sản phẩm được giữ form tốt hơn sau nhiều lần giặt. Bạn có thể tham khảo các chất liệu được yêu thích khác như nano, bamboo để giúp tạo sự thoải mái tối đa, thoát ẩm tốt, còn hạn chế nhăn, đồng thời bảo vệ làn da và giảm tác động xấu đến môi trường. Các sản phẩm của nhà Owen mang tính ứng dụng cao nhờ vào thiết kế đa dạng và chất lượng vượt trội. Anh em nên tham khảo quần âu trợ cạp của Owen, được thiết kế thông minh, cạp chun được thiết kế ngay eo, cơ thể co giãn tăng chỉnh theo vòng eo của anh em, nên là anh em không lo bị bó bụng hay chặt bụng khi ăn quá nhiều đâu nha. Với không gian hiện đại và thoải mái, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm một cách thuận tiện. Tại cửa hàng thì luôn cập nhật các mẫu mã mới, nên là anh em sẽ dễ tìm những sản phẩm phù hợp nhất cho mình. Nhân viên ở đây thì siêu nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chương trình Better School của Owen là cơ hội không nên bỏ qua. Theo mình thì đặc biệt đối với dân công sở và những anh em làm trong ngành giáo dục, thì nhân dịp năm học mới này, chương trình hoàn tiền 200k cho đơn từ 1 triệu áp dụng theo danh mục sản phẩm và tới hết ngày 4 tháng 9. Nên là anh em thấy được clip này thì ghé liền Owen đi nha.